Tại vì em thấy học cao đẳng á, nghe anh không có sang. Với lại bạn bè ai cũng đăng ký đại học, tự nhiên có mình đăng ký cao đẳng, cái thấy nó cũng thua thiệt ta. Học cao đẳng là khó xin việc lắm. Tại vì tôi nghĩ á, cho con trai tôi học đại học, ra trường còn khó xin việc làm. Huống gì học cao đẳng, ra trường làm sao xin được việc làm. Học cao đẳng làm gì? Học xong rồi phải mất công liên thông mấy năm trời mới xin được việc làm. Đối với công ty mình thì bằng cấp cũng không có quan trọng lắm. Chủ yếu là cái khả năng của các bạn đó như thế nào, có phù hợp với công việc của công ty hay không, văn hóa của công ty hay không. Cái lý thuyết của nhà trường có một khoảng áp dụng được cái khoảng 70% cái nhu cầu của doanh nghiệp. Và doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp có nét, cái nét văn hóa riêng của từng doanh nghiệp và cách điều hành riêng cũng như cách kinh doanh riêng. Chính vì vậy thì các em phải cần thích ứng qua công việc là cho các em thực tập. Thì khi mà các doanh nghiệp nghe nói là mấy bạn sinh viên mới ra trường thì rất là e dè để mà tuyển mấy bạn vô doanh nghiệp. Nhưng mà gần đây thì mình thấy rằng là có một số trường họ cũng đào tạo gắn liền với thực tế của doanh nghiệp và cũng có hướng dẫn một số cái kỹ năng mềm để làm sao đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp của mình. Thì thật sự mà nói là mắt các bạn sinh viên mới ra trường đó là một cái nguồn đầu vào mà với một cái số lượng lớn cho cái doanh nghiệp mình gần đây. Tại vì trước đây em đã học đại học rồi và em đã từng đi làm rồi, thì sau khi đi làm em va chạm sẽ biết được là mình cần cái gì. Mình không phải cần những kiến thức, những cái lý thuyết mà nó quá cao siêu, nó không phải quá viển vông, mà em cần những cái thực tế, những cái cọ sát trên thực tế, những cái kỹ năng thực tế. Thì Apoly là nơi mà có thể cho mình những cái đó. Vừa qua thì công ty tôi rất là tự hào vì đã được lọt vào top 70 trong 1.000 doanh nghiệp xuất sắc nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam. Và doanh thu của 3 năm vừa rồi thì nó tăng khá mạnh.